Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á Lê Thị Kim Loan Việt Nam và cầu thủ Mỹ Hoàng Công Tâm vừa diễn ra ngày hôm nay 5 tháng 7 2022. Trận đầu tiên này thì Lê Thị Kim Loan cầm đỏ đi tiên, còn Hoàng Công Tâm của Mỹ cầm đen đỏ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。将军。
Trên đây do kém quân kém thế nên Hoàng Công Tâm của Mỹ đã buông cờ nhận thua mà bạn xem tiếp trận thứ hai. Lê Thị Kim Loan cầm đen thủ hậu và Hoàng Công Tâm của Mỹ cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức. Chuyên将军。将军。Sắc cục trên đây thì cao thủ Mỹ đã buông cờ nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ làm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây.
Và hẹn các bạn ở video sau.